sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Ông tơ bà nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu. Ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Ông tơ bà nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu thương. Ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ. Trước thì báo tin với chưa mà sau thì gặp những bề thì các phố thì họ dừng để hôm nay là một ngày vui, là một ngày trọng đại nhất của hai cháu, và là điều mơ ước nhất của hai hộ bên hai gia đình cũng là hai cháu hôm nay trở thành sự thật rồi. Thì có nhà trai thành lễ, còn nhà gái thì là lễ vật. Chúng tôi cho họ nhận lại, đây gọi là cái hóa sơn cùng với con gái chỉ lấy chồng.
chỉ là nói là nhập giá thì tùy tô, nhưng mà em không có giá thì không có làm lấy giá tiền, không có thắp hương bàn thờ thì cũng bảo cho họ đại biểu như vậy. Còn sau đây mà về ngoài kia thì có thể thấy ở nhà nhà đá. Còn ở đây về vấn đề này thì có một số chấp nhận như vậy và cũng xin chấp nhận là cháu Nguyễn Cương được thay mình là có một họ gia đình cũng như hội nhà lại chúng tôi, và chúng tôi cũng lại một vượt qua về lễ vật ở xưa bài này là vô lễ mà không tin lễ cũng không nói được tiêu chí, nhưng mà xưa bài này làm thì cũng phải lễ vật để đưa ra để nhận được vượt qua của lễ vật của hội nhà trai thì cũng xin chấp nhận là cháu là Nguyễn Cương là giáo viên điện thoại của gia đình. Để xin chúc cho cô nhà gái cũng như hai cậu hạnh phúc. Quê hương xinh xinh, quê hương yêu tình, quê
người, chân hai cong nỉ, tay dù hồng, lâu thật lâu mới có được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu thon thon y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có giờ. Các cụ nhà ta đã từng dặn, trăm năm tính chuyện vuông tròn, phải dò cho kỹ ngọn nguồn mạch sông. Bao nhiêu đêm chạy lòng sáng tỏ, nơi ở sông son thơ mộng và hiền hòa, hoặc nơi chiếc cầu treo lãng mạn, người ta có nghe những tiếng to nhỏ thầm thì của một đôi trai gái. Nếu em là con tàu, anh Nguyễn sẽ làm chiếc cầu treo êm ả. Nếu em là con thuyền, anh Nguyễn sẽ làm biển cả. Và em là con cỏ lã, anh Nguyễn sẽ làm bầu trời bao la. Dù bay đi đâu, về đâu, mỏi cánh cũng nằm gọn trong vòng tay yêu thương của anh. Thật đúng như vậy, hoa đến thì hoa cứ nở, đò đầy người, đò cứ sang sông. Và đến duyên nhau phải dừng vợ gã chồng. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống mà đấng tạo hóa đã trao ban cho con người. Một món quà vô giá mà hôm nay đôi bạn trẻ đã nhận được một tình yêu tuyệt đẹp. Thưa thề quý vị và các bạn, ngay lúc này đây, chiếc đồng hồ đã chỉ đúng giờ hoàng đạo, cung giờ vàng đẹp nhất mà hai gia đình và các bạn đã lựa chọn. Không để quý vị phải đợi lâu hơn một giây phút nào nữa, thay mặt cho những người làm chương trình, trung tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng Dũng Mỹ đến từ Hà Vàng, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng chuyên nghiệp của nhà hàng Thảo Nhi đến từ Gia Hưng, người dẫn chương trình Hoàng Long xin được vui mừng và chính thức tuyên bố đại lễ vô quy mừng hạnh phúc chúc tương lai cho các bạn trẻ Nguyễn Thanh Hằng sánh duyên cùng Đậu Biên Cương chính thức được bắt đầu. Mời quý vị cho một tràng tay thật lớn. Xin mời chú rể cô dâu, hai nhân vật chính, hai bông hồng đẹp nhất trong vườn hồng, hai ngôi sao tỏa sáng trong bầu trời tình yêu cùng cầm lấy tay nhau tiến về lễ đài hạnh phúc. Sự có mặt hoàn hảo của hai đại gia đình, một bức tranh toàn cảnh đầy hạnh phúc và đầy ngọt ngào. Những người làm chương trình của chúng tôi xin được trịnh trọng giới thiệu với quý vị thân bằng hai họ để chúng ta tiễn bề chúc mừng. Đứng cạnh cô dâu Nguyễn Thanh Hằng là sự có mặt của chủ hôn ông Nguyễn Công Danh, bà Nguyễn Thị Lài, thôn Liên Thủy, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là song thân phụ mẫu của trưởng nữ cô dâu Nguyễn Thanh Hằng. Đứng cạnh chú rể đẹp trai ngay lúc này đây xin được chúc mừng và giới thiệu với quý vị ông Đậu Xuân Dục, bà Nguyễn Thị Minh Hường đến từ tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, là song thân phụ mẫu của út nam chú rể Đậu Biên Cương. Thưa rể quý vị và các bạn chúng tôi kính mến, ở giữa trung tâm lễ đài là hai con tim cùng chung một nhịp đập, Biên Cương cùng với Thanh Hằng. Mọi người ai cũng nói rằng như hoa trăm năm trong cõi người ta, trai tài gái sắc vẫn là lấy nhau, rồi kết nghĩa chầu cau, rồi hạnh phúc bên nhau mặn nồng.
các con nên vợ thành chồng, hai bên cha mẹ nên ông thành bà. Từ nay đẹp chữ suy ra, chúc cho con cái một nhà đẹp sinh, vui cùng hai đại gia đình. Mời quý vị cho một tràng tay để chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi mến, hôm nay một ngày đặc biệt, ngày mà hai gia đình đặc biệt là đoàn đã lựa chọn để ra mắt toàn thể quý vị hạnh phúc lên ngôi tình yêu, ngày lễ vô quy. Chương trình của chúng tôi được đón tiếp tất cả quý vị, các ông, các bà, bạn bè nam thanh nữ tú đã về với gia đình thật trọn vẹn và hoàn hảo. Và kính thưa hai gia đình, bạn bè nam nữ gần xa kính mến, thay mặt cho đại diện cho buổi lễ mừng hạnh phúc của hai cháu hôm nay, xin cảm ơn sự có mặt của bà con cầu chính của bác cùng hai gia đình và bạn bè nam nữ thanh niên đã có mặt đầy đủ hôm nay. Thay mặt cho đại diện xin cảm ơn và xin chúc cho toàn thể hôn trường và đôi bên đường trăm năm hạnh phúc. Và cuối cùng chẳng có gì hơn, xin gửi đến toàn hôn trường một lời chúc sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Rất tuyệt vời. Cảm ơn đại diện của gia đình nhà gái, cũng là đại diện của hai gia đình, có những lời phát biểu ngắn gọn, xúc tích, giản đơn thôi, nhưng mà chứa được tất cả tình cảm, những gì gia đình muốn nói gửi tới toàn thể quý vị đã về với đại gia đình hôm nay. Và thưa tất cả quý vị, và chúng ta kính mến, chương trình đại lễ sẽ được tiếp nối bằng những nghi thức dành riêng cho chú rể cô dâu và hai đại gia đình trên lễ đài tình yêu. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're đến. Đó là hình ảnh rất đẹp, rượu vô quy chân quỳ tay rót, cha mẹ nhận rồi các con mới rời gót theo nhau, tại gia thì tổng phụ xuất giá tổng phu, giây phút con cái đặc biệt là cô dâu về nhà chồng, ly rượu hiếu kính đã dâng lên cho hai gia đình. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta kính mến, hai gia đình đã có ly, chú rể cô dâu cũng đã có ly, đó là tình cảm, đó là tình yêu, và chúng ta cũng hòa chung trong niềm vui của đại gia đình. Hãy cùng với chúng tôi làm dấu để chúng ta cùng đồng loạt nâng ly với hai gia đình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Trời, xin Chúa ban phép lành cho chúng con với những của ăn bởi lòng rộng rãi Chúa đã ban cho chúng con dùng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Mời chú rể cô dâu hãy quay mặt lại với nhau bằng cánh tay phải, chéo vào nhau và uống rượu cảm ơn.
Khi mà quý vị, đặc biệt gia đình đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi, những người phục vụ cho đăng chương trình đại lễ, chúng tôi tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng Dung Mỹ đến từ Hà Vàng. Và đặc biệt là sự có mặt phối hợp nhịp nhàng và chuyên nghiệp của nhà hàng Thảo Nhi, luôn đem đến cho quý vị những món ăn ngon, những món ẩm thực đầy chuyên nghiệp, mang hương vị Bắc Trung Nam. Và ngay bây giờ, ngoài những món ăn ẩm thực thì nhà hàng cũng có món quà thay cho lời tri ân gửi tới cho hai em cho năm hạnh phúc. Xin mời đại diện nhà hàng trở về sân khấu bằng món quà yêu thương của mình chúc mừng cho hai em. Rất tuyệt vời món quà ý nghĩa mà nhà hàng đã chuẩn bị để cùng trao tặng cho em. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị, đặc biệt gia đình đã lựa chọn và tin tưởng chúng tôi. Ngoài vai trò là người dẫn chương trình và trên lễ đài lúc này đây, với tư cách là cậu của cô dâu, tôi là anh của mẹ ngoại đây, đúng không ạ? Xin được chúc mừng hai gia đình tình thông gia, hai nhà nên một, kết nghĩa tình ba đồn bố trạch, và đặc biệt hai em bên nhau hạnh phúc. Hạnh phúc có gì đó đơn giản thôi, nhưng cũng phải đơn giản là nói là được, mà phải làm. Sống vợ chồng phải chung thủy, yêu thương nhau, tôn trọng nhau thì đời sống vợ chồng sẽ mãi mãi hạnh phúc. Một lần nữa chúc hai em, hai cháu cho năm hạnh phúc, và xin mời hai gia đình của hai em trở về với những bữa tiệc ân tình. Chúng tôi mến, trong cuộc sống của mỗi một con người, đạo nào lớn hơn đạo hiếu và nghĩa nào đẹp bằng nghĩa vợ chồng. Khi đến với nhau rồi thì hãy tôn trọng lẫn nhau để cuộc sống vợ chồng được thuận buồm xuôi gió.
Và tiếp theo quý vị sẽ được lắng nghe những ca khúc, những tình khúc, những phần quà âm nhạc đến từ mọi miền quê hương đất nước, đặc biệt là những dòng hát đến từ Liên Trạch. Nước dòng Son càng uống càng mát, người Liên Trạch càng hát và càng hay. Ngay sau đây quý vị sẽ được lắng nghe tiếng hát của chị Thanh Hà đến từ Phú Kinh. Xin được tiếp theo mang đến cho quý vị và đặc biệt hai cháu những tình khúc nhẹ nhàng và tuyệt vời nhất. Xin mời tiếng hát của chị Thanh Hà. I can fly high, I can go low.
today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Hôm nay thì
đây là 9:25 hồi vừa nãy hôm sáng bây giờ con cũng lại nhờ con cũng trước lúc con nhìn thì con đã có cái chuyện chứng mà bây giờ con lại chấp nhận cháu hành con dâu của con cháu của gia đình bây giờ là con nhận cháu làm dâu để chúc hai cháu hạnh phúc. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm trời xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông 10 giờ, bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ sắc son bạc đầu gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông 10 giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ đây gắn bó trầu cao đến trăm năm, thủy chung sắc son bạc đầu gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông 10 giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm quy ngương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao đến trăm năm, thủy chung sắc son bạc đầu gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi nồng nàn đắm sâu.
Ông tơ bà nguyệt xe duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa chung cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu thương. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Ông tơ bà nguyệt xe duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu thương. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ. Look in your eyes.
it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Đám cưới, đám cưới, em là cô dâu. Đám cưới, đám cưới, chú rể là ai? Và sau ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu, mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Will you marry me?
The more I look, the more I find the reasons why you're the love of my life. You know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, well, say, will you marry me? And if I lost everything, in my heart it means nothing, 'cause I have you, girl, I have you. To get right down on bended knee, nothing else would ever be better, better. That day when I say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, every morning with you in my bed, that's precisely what I plan to do. Sinh Hân Đoan được mừng vui và trân trọng được kính chào sự hiện diện của các cụ ông cụ bà, quý vị khách quý, bà con cô bác và bạn bè năm nấy gần xa đã có mặt để tham dự chương trình đại lễ thành hôn chúc phúc cho chú rể Đồng Biên Cương và cô dâu Nguyễn Thanh Hằng lên trên chào vợ. Lời đầu tiên, xin được thay lời cho những người thực hiện chương trình bày tỏ lời cảm ơn trân trọng nhất vì sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, kính thưa hơn trưởng kính mến, phải nói rằng tình yêu là một món quà vô cùng vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho con người. Để rồi tất cả các thi ca đã dành tặng cho cuộc đời này biết bao nhiêu phần thơ đầy ngọt ngào và xúc xuyến. Trong đó, nhà thơ Tố Hữu đã nói rằng quay cuộc đời có gì đẹp hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Và ngày hôm nay, một buổi trưa với biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu cảm xúc, chúng ta cùng tề tựu về tài tới đây để bàn chuyện trầu cao, bàn chuyện tình yêu của đôi đứa. Và tất cả cùng hòa quyện với hai họ, hai gia đình, với chú rể và con dâu. Và chúng tôi xin được mừng vui gửi tặng cho tất cả quý vị lời cảm ơn đầy trân trọng. Và ngay bây giờ đây, xin được mời toàn thể quý vị, cô bác, bà con cùng với bạn bè có mặt trong hội trường cùng hướng về với sân khấu trung tâm, vẫy chào những giây phút đầy thiêng liêng, giây phút đầy hạnh phúc để cùng với những người thực hiện chương trình mang đến hương sắc của tình yêu qua vũ điệu đám cưới miền quê với sự thể hiện của vũ đoàn Hoàn Vũ. Và đây là lời chào mừng đầy nồng nhiệt mà nhà hàng tiệc cưới Phú Lành xin được gửi đến chú rể cô dâu, gửi đến quan viên khách quý trong một trường. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật dày và nồng nhiệt để cùng chào đón những vũ công với vũ điệu đám cưới miền quê. Trân trọng kính mời. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là hoa xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng đây. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xe
bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng năm ly. Đám cưới đám cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng năm ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc. Đầy ý nghĩa hôm nay, cũng như dành tặng cho chú rể con dâu, những người vô cùng thân thương của chúng ta hiện đang đứng ở phía cổng hoa hương trường hạnh phúc, đang dành một nụ cười thật tươi thắm để cùng với gia đình hai họ tham gia chuẩn bị hiện diện với hương trường của chúng ta. Kính thưa tất cả quý vị, kính thưa hương trường kính mến, và mối luân chuyên của Biên Cương và Thái Nhàn đã chính thức được sự tác hợp của hai họ, hai gia đình, của chính quyền hai địa phương, phường Quảng Thọ và xã Liên Trạch. Buổi trưa ngày hôm nay, một buổi trưa để kỷ niệm trưa ngày 11 tháng 9 năm 2018, nhằm ngày 2 tháng 8 năm Mậu Tuất, chú rể con dâu được chính thức lên xuất chồng vợ, họ cùng chung nhau trên con đường hạnh phúc để hướng về với tương lai. Và giờ phút này đây, trên thảm hoa đầy những đóa hoa hồng đẹp tươi, chú rể con dâu dành cho nhau nụ cười tươi thắm cùng với niềm băn khoăn của hai họ, hai gia đình. Chúng tôi sẽ được thay lời cho những người thực hiện chương trình vay chào chú nhân dân của gia đình hai họ tham gia cùng với chú rể con dâu trở về với sân khấu hội trường. Xin một tràng pháo tay thật dày và đông nhiệt của tất cả quý vị để cùng chào đón chú rể đầu Biên Cương con dâu Nguyễn Thanh Hằng cùng với hai họ, hai gia đình chúng ta trân trọng được kính mời.
các bác bạn bè gần xa kính mến. Quả thật đây là giờ phút vô cùng thiêng liêng, bởi vì hai con biên cương và tất nhằn của hai gia đình đã được chính thức lên chức trọng nhiệm vợ. Bấy nhiêu thời gian mà hai gia đình ấp ủ ước mơ ngày hôm nay đã trở thành hiện thực khi hai con được chính thức về với nhau chung một mái ấm gia đình. Và niềm vui đó trước hết sẽ được dành tặng cho chú rể con dâu và dành tặng cho hai họ hai gia đình. Và trong niềm vui ngày hôm nay, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến với tất cả quý vị sự góp mặt của hai họ hai gia đình tại sân khấu trung tâm buổi trưa ngày hôm nay. Trước hết từ phía gia đình đầu gái, chúng tôi hân hoan được giới thiệu với tất cả quý vị chúng ta đến từ thôn Liên Thủy, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Quý vị đang gửi gắm những lời chúc mừng đầy nồng nhiệt đến quý ông Nguyễn Công Danh và quý bà Nguyễn Thị Lài, là thân phụ mẫu của con dâu Nguyễn Thanh Hằng. Gia đình họ gái xin ra mắt và mong muốn được nhận một tràng pháo tay chúc mừng của tất cả quý vị. Cảm ơn tràng pháo tay chúc mừng của gia đình họ gái. Và ngay bây giờ đây, chúng tôi cùng hân hoan được giới thiệu với tất cả quý vị sự hiện diện của gia đình họ trai để kính mến của chúng ta đến từ tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Quý vị đang gửi gắm lời chúc mừng đầy tốt đẹp đến quý ông Đồng Xuân Dục, quý bà Nguyễn Thị Minh Hường, là thân phụ mẫu của chú rể Út Nam Đồng Biên Cương. Gia đình họ trai xin được ra mắt và một lần nữa mong muốn được nhận một tràng pháo tay chúc mừng của tất cả quý vị trong buổi trưa đầy ý nghĩa hôm nay. Thưa tất cả quý vị, thưa con trưởng kính mến, thời gian rất là dài, Biên Cương và Thanh Hằng đã yêu nhau, để rồi ngày hôm nay họ cùng đi chung trên con đường hạnh phúc. Họ đã dành cho nhau một nụ cười thắm chân môi và chú rể con dâu được chính thức nói lời thành con một nhà, nên trân trọng nghĩa vợ. Và tất cả chúng tôi mong muốn giờ phút này đây sẽ kéo mãi thật dài cùng với quý vị quan khách, nhưng trước hết chúng tôi phải nói lời cảm ơn trân trọng đến sự hiện diện của tất cả quý vị. Và đến giờ phút này đây, chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của Biên Cương và Thanh Hằng xin được chính thức bắt đầu. Một tràng pháo tay lửa của tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng gửi đến màn bắn pháo hoa đầy hạnh phúc tại sân khấu trung tâm buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, kính thưa con trưởng kính mến, chúng tôi gửi gắm những phút yêu, chúng tôi gửi gắm những phút giây thật lãng mạn cho tất cả con trưởng, và chúng tôi xin được gửi đến cho tất cả quý vị niềm vui đó, niềm vui để cho tất cả mọi người được tiến lên. Và trong niềm vui đầy ý nghĩa và thân thương ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gửi gắm cho hai gia đình, gửi gắm cho chú rể con dâu những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Và sau đây còn ý nghĩa hơn thế, khi hai con đã thành con một nhà, hai họ hai gia đình đã dệt nên tình nghĩa thông xa thật tuyệt vời. Sau đây chúng tôi trân trọng kính mời vị đại diện của hai họ sẽ nói lời yêu thương gửi đến bà con các bác trong ngôi trường, gửi đến hai con và quý vị dày công sinh thành. Xin được trân trọng kính mời. Alo. Kính thưa hai họ, kính thưa các vị khách quý của hai gia đình và hai con chúng tôi, kính thưa toàn thể hôn trường, ngày hôm nay là ngày vui của hai con chúng tôi. Sự hiện diện của hai họ, của các vị khách quý của hai gia đình và hai con cùng toàn thể hôn trường là niềm vinh dự rất lớn cho hai gia đình chúng tôi. Không gì hơn, gửi tới toàn thể hôn trường lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân tình nhất. Và mời toàn thể hôn trường nâng ly để chúc phúc cho hai cháu. 1, 2, 3, vô! Vâng, rất tuyệt vời, thưa tất cả các vị. Đó là những lời chúc mừng, những lời cảm ơn trân trọng nhất mà đại diện cho hai họ, hai gia đình đã thay lời cho sự hiện diện của chú rể con dâu tại ngày hôm nay gửi đến tất cả quý vị những lời cảm ơn chân thành nhất. Và thưa tất cả quý vị, một vài giây nữa màn trình diễn tình yêu sẽ được Biên Cương và Thái Nhàn trao tặng cho nhau. Và để cho tất cả quý vị sẵn sàng chén bia hồng trên tay, ngay bây giờ đây sẽ là màn trình diễn những món ẩm thực do ẩm thực tiệc cưới Phú Lành cùng với hai họ hai gia đình dành tặng cho tất cả quý vị chúng ta. Và trong đây xin được giới thiệu với tất cả quý vị khách quý trong môi trường những nhân viên xinh tươi từ nhà hàng tiệc cưới Phú Lành sẽ cùng kính dâng tất cả quý vị quan khách những món ẩm thực đầu tiên. Và thưa tất cả quý vị, với đội ngũ chuyên nghiệp lành nghề nhà hàng tiệc cưới Phú Lành mong muốn được mang đến cho tất cả quý vị những món ẩm thực ngon nhất, rẻ nhất và tốt nhất. Đó cũng là thông điệp của nhà hàng Phú Lành muốn được dành tặng cho tất cả những ai mong muốn có được sự kiện trọng đại của mình luôn nhớ đến ẩm thực tiệc cưới Phú Lành. Và chúng tôi một lần nữa xin được thay lời cho nhà hàng tiệc cưới Phú Lành kính chúc tất cả quý vị chúng ta có một bữa tiệc trưa thật ngon miệng để cùng nhau chúc cho Biên Cương và hạnh phúc
được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê như chúng tôi đã hứa. Sau đây sẽ là những phút giây cho Tân Lăng và Tân Gia Nhân được thỏa sức thể hiện màn trình diễn đầy ngọt ngào mà tình yêu và hạnh phúc ban tặng cho đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, chiếc bánh kem đó là biểu tượng của tình chồng hiệp vợ, của tình cảm mẹ cha dành cho con cái yêu thương, và đó cũng là hương vị ngọt ngào khi tình yêu của họ được đánh dấu bằng phút giây đầy kỷ niệm này. Sau đây sẽ là nghi lễ thật thân quen mà chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu. Biên Cương và Thanh Hằng sẽ cùng tiến lên bàn bánh tình yêu để cất chiếc bánh hạnh phúc. Trân trọng được kính mời. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, nếu như có một ngày được ước mơ những phút giây đẹp nhất thì đó là ngày hôm nay. Đó là ngày mồng 2 tháng 8 năm Mậu Tuất, ngày mà chú rể con dâu đã được chính thức nên chức chồng nghiệp vợ, ngày mà tất cả mọi người chúng ta cùng xuất mặt về với con trường để chia sẻ niềm vui thân thương, và ngày mà chú rể con dâu sẽ khởi đầu cho một thế kỷ hạnh phúc. Sau đây Hân Hoan được kính mời chú rể con dâu sẽ cùng trở về phía bên trái của lễ đài để rồi cùng nhau khuấy rượu xung quanh khởi đầu cho bữa tiệc, khởi đầu cho một thế kỷ hạnh phúc đầy những niềm vui. Chúc chào kính mời chú rể cô dâu. Vâng, phật trưởng kính mến, nếu anh là dòng sông thì em là biển rồng, nếu anh là gió lòng thì em là bay bay, nếu anh là nắng mai thì em là hoa đỏ, nếu em lỗi nhỏ để em bước vào đời. Vâng, những câu thơ rất là nổi tiếng, rất ấn tượng cho buổi trưa ngày hôm nay. Và chắc chắn rồi, quý vị chúng ta đang hướng về với sân khấu của trung tâm, đang hướng về với Biên Cương và Tân Nhàng để cùng nhau thỏa sức đón nhận món quà vô giá, món quà đẹp nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho con người, cùng với nghi lễ rót cho rượu sâm banh chén rượu hồng sẽ cùng mừng chú rể con dâu được sống bên nhau bách niên giai lão. Chúng tôi một lần nữa gửi đến chú rể con dâu lời chúc mừng đầy ý nghĩa và thân thương. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, kính thưa con trưởng kính mến, vết thách rượu hồng biểu tượng cho dòng suối của tình yêu chảy mãi không thôi, là những chén rượu hồng trên bàn tiệc mà các con mong muốn dành tặng để đền đáp công lao trời biển của những đấng sinh thành. Và sau đây mời chú rể Biên Cương sẽ cùng dâng chén rượu hồng lên đại diện gia đình họ gái, và xin mời cô dâu Thanh Hằng dâng chén rượu hồng lên đại diện gia đình họ trai Hà. Chúng ta mừng cho tình địa tham gia thật keo sơn gắn bó, mừng cho hai con được hạnh phúc trăm năm. Chúng ta cùng nhau đón nhận chén rượu hồng đầy thân thương mà hai con quý vị đã dày công sinh thành nuôi dưỡng, để rồi cùng nhau hai con thỏa lòng mong ước hạnh phúc được vững bền, đền đáp công lao việc mẹ như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn mà mãi chảy trong tôi. Xin được kính mời những phút giây vô cùng ý nghĩa, vô cùng lãng mạn và cùng hết sức cảm xúc để dành tặng cho Biên Cương, cho Thanh Hằng. Và sau đây xin được mời chú rể cô dâu bốn con mắt sẽ cùng hướng về nhau, bởi vì giờ phút này đây các em sẽ cùng chung nhau ánh mắt, chung nhau nụ cười, trái tim cùng chung nhau nhịp đập để cùng nhau uống chén rượu giao thề. Xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu. Vâng, thưa tất cả quý vị, chú rể cô dâu đã cùng mừng nhau chén rượu hồng chén chiên trọng vợ, để rồi cho hai mẹ hai cha vui sướng với hạnh phúc của hai con. Sau đây xin được kính mời hai họ, hai gia đình tham gia sẽ cùng tiến về gần nhau hơn, mừng xuân mới của hai con, mừng chút tình nghĩa tham gia thật keo sơn gắn bó, để rồi cùng nhau cạn chén rượu hồng. Trân trọng kính mời hai họ, hai gia đình. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, chén rượu hồng mừng xuân của hai con được hai gia đình tham gia cùng nhau chúc mừng. Một lần nữa, quan trường chúng ta cùng dân một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chúc mừng chú rể con dâu, chúc mừng hai họ, hai gia đình tham gia. Chúng ta trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa con trưởng kính mến, tổ dân phố Minh Lợi yêu dấu, nơi quý vị
đang hưởng trọn ngày vui của Biên Cương và Thanh Hằng đang thưởng thức những món ẩm thực do nhà hàng tiệc cưới Phố Lành đến từ thành phố Huế đang tiếp tục sẵn sàng phục vụ sự mong muốn của tất cả quý vị trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và còn có một phút giây vô cùng có ý nghĩa nữa mà sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện của nhà hàng tiệc cưới Phố Lành sẽ cùng hiện diện với sân khấu của chúng ta gửi tặng chủ đề cô dâu món quà hạnh phúc, gửi đến lời cảm ơn trân trọng nhất vì sự tín nhiệm dịch vụ tiệc cưới của nhà hàng tiệc cưới Phố Lành. Sau đây xin được trân trọng kính mời đại diện của nhà hàng tiệc cưới Phố Lành thật nhanh chóng trở về với sân khấu của chúng ta gửi tặng chủ đề cô dâu món quà thân thương nhất. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Vâng, chủ nhà hàng tiệc cưới Phố Lành vẫn mải mê phục vụ quý khách để cho MC chờ đợi rất là lâu. Và bây giờ đây, Phố Lành với chúng ta đã dành tặng một nụ cười rất là tươi. Và em sẽ cùng sẵn sàng trở về với sân khấu trung tâm của chúng tôi để đem chiếc vòng tình yêu tiếp nhận hạnh phúc cho Biên Cương, cho Thanh Hằng và gửi đến tất cả quý vị, quý ông, quý bà, quan khách gần xa lời cảm ơn trân trọng nhất. Bởi vì các việc mà chúng tôi đã nói, quý vị quan khách ngon huyền, chú rể con dâu hạnh phúc, đó là thành công của nhà hàng tiệc cưới Phố Lành. Và chúng tôi rất hy vọng được phục vụ quý vị khách quý trong những sự kiện vô cùng trọng đại của cuộc đời. Một lần nữa xin được thay lời chú rể con dâu, thay lời cho hai họ, hai gia đình tham gia và tất cả quà bà con quan khách trong môi trường. Cảm ơn nhà hàng tiệc cưới Phố Lành, cảm ơn hai họ, hai gia đình, cảm ơn chú rể và con dâu và xin mời tất cả quý vị sẽ cùng trở về bàn tiệc của quan viên khách quý để cùng kính mời mọi người chúng ta và trước thưởng thức bữa tiệc và trước chuẩn bị những lời chúc mừng tốt đẹp để gửi đến chú rể và cô dâu. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Lại khôn trường trong phần 2 của chương trình, phần mà chắc chắn sẽ mang đến cho tất cả quý vị chúng ta một không khí tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, phần mà tất cả quý vị sẽ có dịp được gửi đến cho Biên Cương, cho Thanh Hằng những lời chúc phúc đầy ý nghĩa và thân thương. Và thưa quý vị khách quý trong môi trường, trong năm trong cõi người ta trừ duyên trừ phần vốn là của nhau. Vâng, khi đã tình yêu đã được thăng hoa kết trái, hạnh phúc của họ thật sự đong đầy, cũng là lúc mọi tình cảm của quý vị sẽ cùng thăng hoa, sẽ cùng đồng hành với chương trình bài nhạc hội mừng tình yêu và hạnh phúc của Biên Cương và Thanh Hằng. Và sau đây để cho tất cả quý vị chúng ta tiếp tục thưởng thức bữa tiệc, không quên chuẩn bị cho mình những ca khúc thật hay để đáp ứng lòng mong mỏi của hai gia đình, của chú rể và cô dâu. Nhà hàng tiệc cưới Phố Lành một lần nữa xin được mang đến với tất cả quý vị một món quà âm nhạc đầy thân thương qua phù điệu flamenco mà quý vị sẽ được thưởng thức sau đây với phần thể hiện của những thiếu nữ xinh tươi, vũ đoàn Hoàng Vũ sẽ được mang đến niềm vui này dành tặng cho tất cả quý vị. Xin mời khán trường chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
Yêu nhau
hai đứa gặp nhiều trời mưa. Em về đâu anh cho có gian nhà, lăn xe anh chở cho đỡ mỏi chân. Nhưng anh ơi nhà em xa lắm, ở bên kia đôi anh chở có nổi hay. Chỉ cần em lên xe ngồi, đồi kia cao mấy anh đạp cũng qua. Hay là anh nói cho xuôi, nửa đường mà quăng em xuống đứng bao giờ một mình. Thật tình anh muốn làm quen nên giờ nói thế để em vui lòng. Cái thương thì dù có mấy sông, dù cho mấy núi anh cũng đèo em qua. Nhà em còn có mẹ già, mẹ em rất khó hỏi anh còn muốn đưa không. Làm sao anh có được người anh? Và sau đây chúng ta sẽ được tiếp tục kính mời quý vị chúng ta cùng nhau thưởng thức bữa tiệc và cùng đến với tiếng hát của anh Hoàng Song Đoàn, giọng ca đại diện cho gia đình họ Gái sẽ tham gia vào tiết mục văn nghệ của mình để mừng duyên cho hai bạn, mừng duyên cho hai em và cùng mang đến niềm vui cho tất cả quý vị quan khách trong con trường. Xin được hân hoan chào đón trở về sân khấu tiếng hát của anh Hoàng Song Đoàn, kính mời quý vị cùng thưởng thức. Chợt nhớ quê hương, nghe em hát dân ca xứ miền. Câu hát ru như một thời thuở bé, đưa ta về bên bài tuổi thơ chú. Điều ví quê hương giữa bốn bề bận rộn, đất quê mình còn nghèo lòng người ơi. Sao điều ví cứ nghĩa tình đến thế? Nào lòng đứa con ở nơi xa.
ảnh về Hà Tình ơi khúc hạt thóng quê nghe thân thương như dòng sông thua nhỏ ai là ai quen sao nỡ không về em cứ đùa anh nọ cho và nọ lấy sao mềm lòng môi hạt để anh nghe khúc dân ca có từ trong máu thịt không thể rồi lòng làm sóng dậy một thôn quê tôi biết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ buổi chia xa không nói được nên lời nhưng điều ví theo anh về mãi mãi anh cứ mơ hoài điều ví dòng là em xa cách nhau em chẳng nên âu sầu trời có đổ mưa màu đôi ta chẳng tán vỡ dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau dễ chìm vào trong biển sâu
yêu dấu từ đô nào. Mấy mùa trăng lên cao, tiến ta sẽ bước xuyên đầu, để tình đôi ta bên lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều, kỷ niệm càng thương bay nhiều. Nếu tình đôi ta giữ sang, em hãy xem như làm một giấc ngủ chiêm bao, mai sau đành quên hết đôi bóng cuộc đời. Có lẽ không gặp nhau, em về kèo trời mưa máu. Trời đang mưa nên dù hạt bay nhẹ nhẹ thì ra rơi nhà cũng kết sắp. Riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nồng. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới, phút giây ta chăm nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời.
em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Thank you.